Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ tới các bạn trong bộ trang phục thể thao dành cho tất cả các bạn cùng thi năm nay. Thì tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón sự xuất hiện trên sân khấu của 4 đại sứ cuộc thi Hoa hậu và Nam Vương siêu mẫu thể hình thế giới năm 2023. Chúng ta sẽ cùng chào đón Mr. Đạt Hero Nam Vương siêu quốc gia châu Á 2022. Chúng ta nhận một tràng pháo tay chào đón Hoa hậu Tường Vy, Hoa hậu du lịch thế giới năm 2019 được yêu thích nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón Mr. Nguyễn Hữu Anh Á Vương thế giới 2022. Cô gái rất là xinh đẹp của chúng ta, Hoa hậu Tường Vy, không biết là cảm giác của bạn như thế nào khi mà chúng ta mặc trong trang phục của thế giới đồ tộc và chúng ta đứng ở trên một cái sân khấu để đại diện cho những thí sinh để chúng ta có thể góp tiếng nói cũng như hình ảnh của mình vươn xa hơn bạn bè như thế. Thì một phần cũng là đem lại cái nét năng động vui tươi của các tuổi trẻ thanh niên Việt Nam đến cho bạn bè quốc tế. Hơn hết nữa là em vô cùng hào hứng khi mà được có thể đón tiếp các bạn ở nhiều nơi trên thế giới đến đây để có thể chia sẻ nét đẹp và vẻ đẹp văn hóa của chính con người và chính những cái vẻ đẹp của Việt Nam đến cho bạn bè quốc tế. Xin cảm ơn Thanh Nhi rất là nhiều. Xin được cảm ơn Thanh Nhi. Bây giờ chắc mình nên hỏi Á Vương thế giới Hữu Anh đi. Hữu Anh ơi, khi mà mình mặc cái bộ trang phục thể thao này á, thì bạn có nhớ lại cái khoảng thời gian khi mình là thí sinh trưởng thành từ cuộc thi này, không biết là cái cảm xúc của bạn lúc này nó như thế nào? Lời đầu tiên cho em cảm ơn anh MC Bánh Đi, MC Hồng Vĩnh và cho phép Hữu Anh xin gửi lời chào đến các vị ban lãnh đạo, các khách quý và còn những các Hoa hậu và Nam Vương đang có mặt trong buổi họp báo buổi công bố đại diện Việt Nam ngày hôm nay. Hữu Anh đang mặc trên người một bộ đồ của thế giới độ tập, thì bộ đồ này đã giúp cho Hữu Anh rất nhiều trong chặng đường thi của mình.
đó là có những phần thi thể hình và giúp cho anh có một cái khả năng kiên cường trong đối tượng quốc tế. Thì đối riêng với anh thì việc nhất là Hữu Anh muốn truyền bá cái văn hóa của Việt Nam, nhất là văn hóa Champa tại tỉnh Bình Thuận đến với tất cả các bạn bè quốc tế, để cho các bạn khi trở về nước của mình thì nhớ tôi đã đến Việt Nam, Việt Nam là một nơi có một nền văn hóa khá là đặc sắc, và các bạn nhớ đến điều đó và dành một tình yêu thương và yêu quý đến Việt Nam nhiều hơn. Và đó cũng là một trong những cái điều mà vô cùng trân quý của các gương mặt đại sứ khi mà đồng hành với cuộc thi năm nay. Cái vai trò của các bạn đó chính là lan tỏa về niềm đam mê, về cái nghị lực, về cái năng lượng của mình, và hơn hết là chúng ta truyền bá về cái văn hóa tốt đẹp của nước ta đến với thế giới. Và xin được hỏi Tường Vy đi, Hoa hậu Tường Vy đi. Tường Vy cũng là một trong những gương mặt cũng rất quen thuộc đối với cuộc thi, và điều đặc biệt là với ai thì không biết, nhưng mà với Tường Vy thì bộ trang phục thể thao luôn luôn là có một sự gắn liền với bạn cả một thanh xuân. Khi Vy là một trong những sinh viên của trường đại học thể dục thể thao nữa, bộ đồ thể thao cũng quen thuộc với bạn. Thế nhưng ngày hôm nay sau những bộ trang phục dự hội thì bạn mặc bộ trang phục thể thao này, theo Vy thì trang phục thể thao nó sẽ mang lại cái nguồn cảm hứng như thế nào dành cho tất cả các bạn thí sinh? Lời đầu tiên thì cho Tường Vy gửi lời chào đến quý vị đại biểu cũng như là tất cả khách mời có mặt trong sự kiện ngày hôm nay. Thì cũng cảm ơn câu hỏi của MC. Thì đối với Vy thì trang phục này nó cũng có một cái nét đẹp riêng hết, nhưng ví dụ như nhưng với cái bộ trang phục thể thao thì nó là một cái thể hiện như một sự năng động, khỏe khoắn của tuổi trẻ. Và thì đó tôi nghĩ đó là cũng là một cái đó cũng là một cái quan niệm dành đến các thí sinh của chúng ta. Tôi xin cảm ơn Tường Vy rất nhiều. Vậy còn với đạt theo đám phương siêu quốc gia châu Á 2022, với vai trò là một đại sứ và mang trong mình là trang phục của thế giới đồ tộc, thì không biết bạn sẽ mang đến điều gì cho các thí sinh năm nay? Đầu tiên cho phép đạt xin gửi lời chào trân trọng nhất tới toàn thể quý vị khách quý đang có mặt trong buổi họp báo ngày hôm nay. Đạt đang mặc trên mình bộ trang phục thế giới đồ tộc, và Đạt cũng gắn liền với cuộc thi cũng như là bên thương hiệu thế giới đồ tộc cũng rất lâu rồi, và thường xuyên sử dụng trang phục của thế giới đồ tộc thì Đạt thấy là rất là năng động, hợp với cả các bạn tuổi trẻ. Và khi mà được là đại sứ cuộc thi năm nay thì bản thân Đạt vô cùng tự hào cũng như hạnh phúc, luôn welcome những bạn quốc tế tới Việt Nam. Và Đạt cùng ban tổ chức cũng sẽ lan tỏa những điều tích cực nhất tới bạn bè quốc tế, lan tỏa những nét văn hóa, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế, và hy vọng rằng tất cả bạn bè quốc tế khi đến Việt Nam sẽ có một trải nghiệm tuyệt vời. Xin được cảm ơn Nam Vương siêu quốc gia châu Á Đạt Kheo. Và kính thưa tất cả các vị, và đều có những bộ trang phục như thế nào dành cho tất cả các bạn thí sinh cuộc thi năm nay, thì chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến đơn vị tài trợ Thế Giới Đồ Tộc. Và ngay sau đây thì xin mời đại diện của Thế Giới Đồ Tộc chúng ta sẽ cùng lên sân khấu cùng với bốn gương mặt đại sứ của cuộc thi để dự những bó hoa tuyệt phẩm từ phía đơn vị tổ chức. Xin được trọng kính mời.